Xin chào anh chị nhà đầu tư ha Chào mừng anh chị mình đến với kênh youtube của em Kênh youtube chứng khoán RMC Finance Thì như thường lệ cuối ngày Em cũng ngồi lại với anh chị mình Để cùng nhìn nhận qua thị trường của chúng ta Trong phiên giao dịch ngày hôm nay Thì nhìn chung là cũng là một cái phiên khởi đầu cho tháng mới Khởi đầu cho quý mới tương đối ảm đạm và đặc biệt là khi mà cái biên độ nó ngày càng có một cái yếu tố nó siết chặt dần thì anh chị mình thấy nè bốn phiên giao dịch gần đây của thị trường các phiên đóng cửa thì nó lanh quanh nó cộng trừ khoảng đâu đó là từ 2 đến 3 điểm thôi có nghĩa là cái mức gọi là cái mức dao động gọi là dao động trong phiên nó bắt đầu nó thu hẹp dần và cái mức đóng cửa bắt đầu nó có những cái yếu tố nó có những cái trạng thái gọi là nó nó trên là chỉ khoảng một hai điểm đúng không ạ à? Có ngày hôm hôm qua hôm, hôm hôm cái phiên đỏ này anh chị mình thấy là ngày 28 tháng 9 thì nó giảm cũng 1,42 điểm đúng không à? ạ ngày nó tăng lên cũng tăng 1,72 điểm ngày hôm nay nó chỉ cũng tăng lên chỉ có 1 1,1 điểm thôi có nghĩa là cái mức độ dao động sau những cái yếu tố biến động gọi là mở biên lớn của thị trường bắt đầu nó có những cái trạng thái nó thu hẹp và một cái yếu tố tốt hơn nữa thì hôm nay đây em đánh giá chính là cái việc mà thanh khoản nó ngày càng nó cả tạo ra những yếu tố sụt giảm có nghĩa là nó không tạo ra những cái điểm kích cái điểm kích ở đây là cái điểm kích về cái yếu tố bán ra cũng như là cái điểm kích về cái yếu tố mua vào đúng không ạ có nghĩa là cái biên á nó không đủ để cho cái lượng hàng của những nhà đầu tư người ta được kích thích cho những cái việc giao dịch đối với thị trường của chúng ta những nhà đầu tư gọi là mình bán ra trước đó rồi thì chưa có những cái nhu cầu để mua lại đúng không à? ạ chưa đang chờ đợi những cái tín hiệu điều kiện của dòng tiền còn những nhà đầu tư đã gọi là cầm nắm đến bây giờ hoặc là có những cái trạng thái dạng ngon bắt đáy đúng không à? ạ thì cái biên độ nó cũng không đủ để mà gọi là tạo ra những cái mức độ hấp dẫn cho nhà tư mình chốt lại ra cơ bản là nhà tư cũng gọi là bắt cầm cầm cổ phiếu đến giai đoạn này thì cũng gọi là có những cái trạng thái người ta cầm cổ phiếu luôn đúng là nó tạo ra những cái trạng thái giao dịch đi ngang trong hai phiên gần đây đặc biệt là ngày hôm nay tiếp tục là một cái phiên sụt giảm về mặt thanh khoản thì chị mình thấy là thanh khoản ngày hôm nay nó còn thấp hơn cái phiên ngày thứ sáu nữa đúng không ạ phiên ngày thứ sáu là nếu phiên ngày thứ sáu tuần trước á thì à, nó giao dịch cũng khoảng 12 000 tỷ nếu trừ cái giao dịch thỏa thuận ra đúng không à, ạ thì ngày hôm nay giao dịch cổ chỉ còn còn có 10 000 tỷ thôi tuy nhiên là nó đang ở những cái mức cực kỳ cạn kiệt về yếu tố thanh khoản thì ngày hôm nay thì khối ngoại người ta bắt đầu người ta quay trở lại người ta mua ròng 87 tỷ ha thì nhìn chung là cái yếu tố diễn biến am đạm của thị trường thì thường nó sẽ là những cái vùng giao thoa ở những cái mọi cuối quý ha thì à, với một cái đối với đối với một cái xu thế mà em đánh giá với chị mình từ những cái giai đoạn tạo đáy từ tháng 11 tháng 11 năm 2022 đến nay nó vẫn đang trong một cái nhịp tăng đúng không và trong những cái nhịp tăng như thế nó phải cần có những cái điểm dụ lớn đúng không để mà nó tái tạo để cho hình thành lên cho những cái xu thế mới những cái dòng gọi là nó nó dẫn dắt trong những cái giai đoạn vừa qua bắt đầu nó nó chuẩn biên Đúng rồi à, nó tạo gọi là tạo ra một cái nhịp chạy sóng, đủ những cái biên độ vừa rồi thì bắt đầu nó có những cái trạng thái nó chỉnh nhịp trở lại để mà tái tích lũy để mà nó nếu mà nó muốn dẫn dắt tiếp tục. Đúng ạ, à, cũng là gọi là khi mà nó và nó cũng là một cái sự khởi đầu cho những cái nhóm ngành mới, những cái nhóm ngành dẫn dắt nó ra đời tiếp tục cho những cái cái giai đoạn tiếp theo. À, và hiện tại thị trường của chúng ta Chỉ mình thấy nè, sau những cái phiên điều chỉnh giảm điểm bốn phiên đối với những cái tin tức nó tác động từ những cái yếu tố gọi là À, ngân hàng nhà nước người ta phát hành cái tín phiếu thì lát nữa cái phần cái phần sau video á em cũng sẽ cập nhật với anh chị mình nhận định với anh chị mình đó về cái việc mà hút cái tín phiếu này nó phải là cái việc mà hút tiền gọi là hút tiền về hay không em đánh giá đây là không nha nhưng mà để mà phân tích kỹ lưỡng hơn cho anh chị mình đó thì em sẽ để cái phần này ở phần tiếp theo gọi là cái phần sau video còn cái phần này á thì em sẽ nói với anh chị mình đó là thị trường của chúng ta này sau những cái phiên điều chỉnh biên lớn đúng không ạ à, bốn phiên thì cái nó đã có một cái phiên nỗ lực hồi phục đầu tiên của thị trường đúng không à. ạ và sau những cái viên nỗ lực hồi phục này anh chị mình thấy là thị trường ta đã bắt đầu nó đi ngang nó chuẩn biên và nó neo những cái vùng giá cao khoảng 3 phiên rồi đúng không à? ạ và bắt đầu có những yếu tố thanh còn ngày càng nó càng kiệt có nghĩa là những cái lượng hàng rơi rớt trong những giai đoạn này này là bắt đầu xem gì nó gọi là người, người ta cũng chưa có những cái nhu cầu để mà người ta bán ra đúng không à? ạ vùng này cũng không ai muốn bán nữa đấy người bán cũng đã bán và người không muốn bán thì chưa không có nhu cầu bán ra nữa đúng không ạ đấy nên là nó tạo ra một cái vùng thanh khoản nó ảm đạm và cái vùng giao dịch nó gọi là nó tương đối trận biên đối với cái phiên vận động của thị trường của chúng ta thì à, tuy nhiên ở đây á, nó cũng sẽ có một cái vài cái mẹ cổ phiếu một vài cái dòng nó nổi trội lên đặc biệt ở những cái mẹ cổ phiếu mít cáp tại vì cái bạn chắc anh chị mình thấy thanh còn cái yếu tố sụt giảm mạnh đúng không ạ nên là thường những cái mẹ cổ phiếu thuộc dạng mít cáp những cái dòng thuộc dạng mít cáp thì nó sẽ có những cái độ linh hoạt những cái độ này nó tốt hơn so với những cái mẹ cổ phiếu còn lại trên thị trường thì còn lại thì đa phần là những cái mẹ cổ phiếu lớn những cái mẹ vốn gọi là vốn hóa lớn những cái mẹ cổ phiếu mà nó phải cần có những cái yếu tố thanh khoản và hiện tại đang nhìn chung là nó đang biến động theo những cái nhịp xu thế của thị trường à, thì cái thị trường của chúng ta anh chị mình thấy này cái đây là một cái giai đoạn gọi là tạo ra một cái vùng đáy đúng không à, ạ đây là giai đoạn tạo ra vùng đáy này thì hiện tại bây giờ nó đang chạy được một cái nhịp độ đúng không à, ạ có những cái dòng nhận dắt nó đã chạy một được một cái nhịp độ nên là để mà nói về một cái điểm gọi là cái, cái 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 điểm mua an toàn á, thì nó cũng không còn những cái điểm nào gọi là cái điểm an toàn nữa mà nó chỉ có những cái thời điểm tốt nhất để cho anh chị mình mua đúng ạ à, và cái cái gọi là thời điểm tốt nhất này là cái thời điểm chọn lọc gọi là chọn lọc à, tối ưu nhất và cái thời điểm giải ngân để mà cái đảm bảo những cái vị thế của anh chị mình nó sẽ được gọi là tối ưu nhất thì nó là sau những cái giai đoạn điều chỉnh của thị trường lưu ý à, sau những giai đoạn điều chỉnh này của thị trường này bắt đầu căng bằng lại bắt đầu mở biên lên có nghĩa là xác nhận cho một cái nhịp độ điều chỉnh kết thúc đúng ạ à, có nghĩa là cầm một cái phiên mở biên đồng phè hướng lên để mà xác định cho cái nhịp này là điều chỉnh kết thúc này giống như giai đoạn này này anh chị không nói có nghĩa là cân bằng này hướng lên sau điều chỉnh kết thúc đúng là thì anh chị mình mua từ những cái cái điểm mà trước cái vùng này này là anh chị mình thấy là cái vị thế của anh chị mình gọi là nó sẽ có những cái thời điểm tốt nhất để cho anh chị mình mua chính là những cái giai đoạn sau điều chỉnh ha và cái gọi là sau điều chỉnh đồng phải hướng lên và cái vị thế an toàn là một cái vị thế mà anh chị mình mua xong cổ phiếu tăng lên một đoạn thì cái vị thế đó là những cái vị thế anh chị mình an toàn anh chị mình đơn cử này thị trường của chúng ta giống như là những cái giai đoạn giai đoạn sống của năm năm trước đi chẳng hạn anh chị em thấy này là sau những cái yếu tố biên giảm lớn đúng không nó bắt đầu nó có những cái phiên đỡ cung trở lại thì sau những phiên đỡ cung này bắt buộc nó phải có những cái trạng thái nó neo giá đúng không ạ siết biên cạn cung nhưng mà cái điều này nó chưa thể hiện cho cái việc mà nhịp điều chỉnh kết thúc mà cái nhịp điều chỉnh kết thúc nó sẽ nó sẽ từ xuất phát từ những phiên này này đã từ những phiên này này từ những phiên này này có nghĩa là xác định cho một cái nhịp điều chỉnh này nó đã xong và có nghĩa là nhịp điều chỉnh này đã đã xong á thì bắt đầu xuất phát lên thì chip trong ngắn hạn nó sẽ không điều chỉnh nữa Đúng ạ? À, có nghĩa là chị mình mua từ những cái vị thế dưới này nè là khi mà nó mua xong á, cổ phiếu tăng lên á thì cái vị thế của anh chị mình nó sẽ an toàn. À mà thậm chí là anh chị mình mua những cái điểm dạng ngân ngay từ những giai đoạn đầu xuất phát á thì kể cả, cả trong những cái nhịp điều chỉnh tiếp theo nữa thì cái vị thế của anh chị mình nó vẫn sẽ an toàn. Lưu ý ha. Đó, anh chị thấy không? Đây này, điều chỉnh xong nè Đúng không à, ạ? Cổ phiếu mở biên hướng lên. Đấy, tạo ra một hai hướng lên chị mình mua điểm này. Có những cái nhịp điều chỉnh sau anh chị mình vẫn an toàn. Đúng không à, ạ? Lưu ý về những cái vấn đề này ha. À, nên là đây chính là những cái thời điểm cũng là những cái giai đoạn mà nó giao thoa cho những cái cơn sóng của con sóng của thị trường đặc biệt là gọi là chúng bị đón những cái mua báo cáo kết quả kinh doanh của quý 3 của các doanh nghiệp lưu ý ha và theo những cái thống kê trước đây mà em nhìn qua đối với cái thị trường của chúng ta ở mọi cái gọi là ở mọi cái cái biến động cái sự giao thoa của mọi cái quý á thì chị mình cũng có thể thấy là cũng như sau những cái mọi cái đợt sụt giảm của trong cái mùa báo cáo kết quả kinh doanh á thì nó đều hình thành nên những cái cơn sóng ngành tiếp theo cho thị trường ha à, thì chị mình thấy nè đầu tiên á là chị mình sẽ thấy là khoảng đây là cái quý gọi là quý quý hai năm năm 2020 đúng không à, ạ đây có nghĩa là cái mùa báo kết thúc quý 2 á, là tháng 6 đúng không à, ạ bắt đầu tạo ra một cái mùa báo cáo kết quả kinh doanh này đấy đây mùa báo cáo kết quả kinh doanh là trong cái tháng 7 các doanh nghiệp báo cáo kết quả kinh doanh thì nó có một cái đợt sụt giảm mạnh đúng không à, ạ sau giai đoạn sụt giảm này bắt đầu thì gọi là thị trường cân bằng đấy cân bằng trong vòng khoảng 4 phiên 4 năm phiên đúng không à, ạ sau đó mở biên lên tạo ra một cái nhịp tăng thì chị mình thấy lúc đó là cái sóng của nhóm ngành công nghiệp đúng không ạ chị thấy là là, long hậu này đây anh chị thấy này. Đây là sóng ngành của khu nghiệp Đúng ạ à, Đây là báo cáo quả quân nhân quý 2 Năm 2020 Thì anh chị mình thấy này Thì sau đó này bắt đầu mở biên lên Thì nhóm ngành khu nghiệp nó chạy Đúng ạ à, là một anh chị mình thấy một cái đặc tính đó, là cái nghĩa là nó bị không gọi là bốn cái đặc tính mà trong cái video ngày ngày cuối tuần á em cũng có đề cập với anh chị mình về những cái dòng mà cái đặc tính tính chất của những cái dòng mà nó sẽ có khả năng nó dẫn dắt cho những cái nhịp mới á thì khi mà thị trường quay lại á thì chị mình có thể xem trở lại cái video cuối tuần ha thì anh chị mình thấy này thì trước mắt em sẽ nói với chị mình sau những cái giai đoạn giao thoa nó đều hình thành cho một cái điểm sóng đúng không à, ạ cái quý 2 năm 2020 là sau cái quý 2 này bắt đầu là sao chị nhóm ngành khu nghiệp nó dậy sóng ha đến cái quý 3 là anh chị mình biết tới cái nhóm ngành chứng khoán có nghĩa là nó sẽ lung chuyển từ cái nhóm ngành này đến cái nhóm ngành khác nó tăng nó tăng theo mọi cái từng nhịp của nhịp độ của thị trường của chúng ta đúng không à, ạ đến cái uh, quý 3 năm 2020 này quý 2 này đúng không à, ạ đến cái uh, quý 3 năm 2020 Đây cũng là một cái mùa gọi là cái mùa báo cáo kết quả kinh doanh đúng không à, ạ tháng 10 này nó có một cái đợt sụt giảm ngắn thì cái đợt sụt giảm này nó khoảng đâu đó là khoảng năm mấy 60 điểm á Nãy còn 60 điểm đúng không à, ạ thì sau cái giai đoạn này anh chị mình thấy này bắt đầu xong gì mà cổ phiếu VND dòng chứng khoán vượt đỉnh dẫn dắt đấy tăng một cái nhịp tiếp theo đúng mà tăng lên một cái nhịp tiếp theo dẫn dắt cả một cái nhịp sống đúng à đấy là cái quý 3 đến cái quý tư là anh chị mình thấy là tới cái nhóm ngành uh, nhóm ngành đạm hóa chất đây đạm hóa chất đấy cái quý tư năm 2020 đây quý ba này đúng ạ đến quý tư này đấy quý tư là anh chị mình thấy hết năm Đúng ạ, à, h năm là tới mua báo cáo kết quả kinh doanh là rơi vào tháng 1 năm 2021. Đúng ạ, à, báo cáo kết quả kinh doanh cuối tư nó sẽ ra vào cái cái khung thời gian này. Đấy, anh chị mình thấy là sau cái giai đoạn điều chỉnh sụt giảm của thị trường này. Thì sao gì? Nó sẽ xuất hiện một cái dòng nhận dắt mới là mã cổ phiếu của DGC nhóm ngành đạm hóa chất. Đúng ạ. À, đến cái giai đoạn tháng 1 năm 2021. Quý 1 năm 2021 là giai đoạn này. Thì anh chị mình thấy là tiếp diễn theo đó là tiếp tục là cái nhóm hành chứng chứng khoán nó dần dắt có nghĩa là nhóm hành chứng khoán nó nghỉ một nhịp đúng à nó gọi là nó tăng lên sau đó nó bắt đầu nó tái tích lũy một nhịp nhìn thấy quay trở lại con vnd đây quay trở lại con vnd đúng ạ anh nhìn thấy là dòng chứng khoán này có nghĩa là nó tăng tới một nhịp này tới một cái giai đoạn giao thoa tiếp theo thì dòng này sao gì nó bị mờ biên lớn và bắt đầu nó tái tích lũy trở lại anh chị mình thấy giống cái giai đoạn bây giờ đấy thì ngay dòng chứng khoán nó tăng một nhịp sau đó nó có một cái giai đoạn sao gì giai đoạn nó bắt đầu nó bị mờ biên đúng mà thì sau những giai đoạn mở biên này nó sẽ cần có những khoảng thời gian nó tái tích lũy trở lại à, thì sau khoảng thời gian tái tích lũy trở lại nè người nó nghỉ một cái quý đúng không mà nghỉ một quý để mà cái nhóm ngành là đạm nó dẫn dắt đó, nó thay thế để mà dẫn dắt thì tới nhóm ngành này anh chị thấy tới cái quý sau anh chị thấy đây là một giai đoạn này Đấy tháng tháng 3 này. Bắt đầu xem gì tới cái mùa gần, gần cái mùa báo cáo kết quả kinh doanh. Cuối quý, quý đúng không ạ? Nó có một đợt sụt giảm. Sau đợt sụt giảm này anh chị thấy này, mà cổ phiếu VND tiếp tục nó quay trở lại nó dần dắt. Sóng dòng chứng khoán tiếp tục. Ha, à, rồi đến cái quý 2 năm 2021. đã quý 2 năm 2021 là khoảng tháng tháng này, đúng không ạ? Tháng 7, có nghĩa là kết thúc cái tháng 6. Đó, kết thúc 30 6 là hết quý. Nó đến tháng 7 là mùa báo cáo kết quả kinh doanh. Đúng không ạ? Anh chị mình thấy sẽ tới mà cổ phiếu của cái nhóm ngành nhóm ngành bất động sản đúng không ạ bất động sản chị thấy là lúc đó là con đặc phương đây này đây là quý 2 này mua báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 đúng không ạ quý 2 năm 2021 nãy mua báo cáo kết quả kinh doanh này sau giai đó giai đoạn thị trường cân bằng những con mà cổ phiếu mà nó hồi phục tốt hơn này có nghĩa là những con nào mà sau giai đoạn thị trường cân bằng mà nó hồi phục gọi là nó về lại trở lại gần cái vùng đỉnh đỉnh cũ nhất Đấy, nó đồng pha hướng lên với thị trường nó sẽ là những con mạnh anh chị không nó sẽ dần dắt nguyên cả một cái chu kỳ phía sau Đúng ạ? À. Đó là cái quý uh, quý uh, quý 2 năm uh, 2021 rồi tiếp tục đến cái quý 3. Đúng không à, anh chị quý 3 là giai đoạn này. Giai đoạn này là có nghĩa là cái mạng cổ phiếu này vẫn tiếp tục nó dẫn dắt. Đúng không à, ạ? Nó tiếp tục là những cái con dẫn dắt, nhưng mà nó sẽ bắt đầu nó kéo những cái mã cổ phiếu khác cùng ngành nó lên. Đúng không ạ? Có nghĩa là cái dòng bất động sản nó dẫn dắt hai quý liên tiếp. Đúng không à. ạ? À, anh gì thấy này. Đây. tới sống dòng tiếp tục là dòng bất động sản. DDG Đúng ạ à, đây là cái quý quý 3. Đúng ạ à, cuối quý 3 năm 2021 nè. Đấy thì sau những giai đoạn công bằng hướng lên thì anh chị mình thấy con DG. Đấy, nhịp trước là đó, đặc Đạt Phương, Đặc Phương thì vẫn tiếp tục dần dắt, nhưng mà cái thời gian anh chị mình thấy là cái thời gian nó kéo dài. Đúng không à, ạ? Nên là nó tạo ra những cái sự gọi là các mẹ cổ phiếu trong dòng nó cứ liên tục nó luôn phiên với nhau nó tăng lên. Đúng không ạ? Anh chị mình thấy là con DG tiếp tục nó tăng lên nó dần dắt. Đúng ạ à, Đến cái cái quý 4. Quý 4 là khoảng tháng 12 đây. Đấy nó có một cái đợt sụt giảm này, thì anh chị mình thấy là tiếp tục là một cái cái dòng mới nó xuất hiện là cái nhóm ngành thủy sản. Đúng không anh chị thấy đây nè. Đây tới cái giá sống dòng thủy sản. Nó tăng lên. Đúng không ạ? Đây này. đấy Đó anh chị thấy không? Đây này, khi mà báo cáo kết quả kinh doanh tháng 1 là báo cáo kết quả kinh doanh của à, năm của quý 4 năm 2021. Đúng ạ. Anh chị thấy này, thị trường giảm những con này giữ nhịp. Đúng không ạ? Thị trường bắt đầu nó tạo ra những biên hồi rồi, những con này bắt đầu nó về gần đỉnh cũ nó và nó vượt đỉnh dòng tiền mồi vào. Đúng không ạ? Thì nó sẽ dẫn dắt cho một con sóng tiếp tục đấy có nghĩa là thị trường chung của chúng ta mà có sóng á là luôn luôn nó xuất hiện những cái tín hiệu của sóng ngành Lưỡi ha à? và những cái nhịp độ gần nhất anh chị mình thấy là khoảng cái cái quý 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 bốn năm 2022 thì chị mình thấy này tới cái sóng ngành đầu tư công đúng không à? ạ cái quý 4 này anh chị thấy đây là quý 4 đúng không à? ạ tháng 12 này đấy cuối tháng 12 này quý 4 này đúng không à? ạ thì khi mà thị trường giảm thì con cổ phiếu nào cũng giảm nhưng mà con này nó dư nhịp tốt nhất Đúng không à. ạ? Nhưng mà cái điều đó không quan trọng bằng cái việc mà khi thị trường chung mở biên á, những con này bắt đầu nó vượt đỉnh nó tạo sóng. Đúng không à, ạ? Nó tạo một cái con sóng này. Rồi từ cái quý 2 trở đi thì chị mình thấy là cái nhóm mình chứng khoán nó là những cái con nhận dắt. Đúng không ạ? Chị thấy những con những con B, ai con FTS này, nhận dắt từ những cái quý 2 này. Đúng không à, ạ? Cuối gọi là gọi, gọi, là cuối quý 3 này, gọi là cuối tháng 3 này, đúng không à, ạ? Tới tháng 4 này tới mua một cái quay kinh doanh này, bắt đầu những con này nó đổ, nó cho nó dẫn sóng lên cái dòng chứng khoán nó dẫn dắt đến giai đoạn gọi là đến cái thời điểm bao giờ À, bây giờ của thị trường. Thì cái thời điểm bây giờ của thị trường cũng tương tự như thế. Anh chị mình lúc nãy giờ anh chị mình thấy á, là thường khi mà các doanh nghiệp ra cái báo cáo kết quả kinh doanh, đúng không ạ? Còn là gọi là có nghĩa là tháng 9 tháng 9 là à, tháng 9 là kết quý thì qua khoảng tháng 10 là bắt đầu thị trường của chúng ta nó có một mới có một cái đợt sụt giảm và nó tái tạo cho một cái nhịp độ giao thoa. Nhưng mà cái giai đoạn này anh chị mình thấy là thị trường của ta nó giảm trước. Nó giảm trước tại vì cái bản chất là cái cái vấn đề về cái việc mà ngân hàng nhà nước người ta gọi là, gọi là gọi là gọi là gọi là hút dòng tiền, hút dòng tiền từ các ngân hàng đấy để và thông qua cái việc mà phát hành tín phiếu, đúng không à, ạ? Nó diễn ra một cách nhanh nên là cái sự phản ứng của thị trường nó có, đúng không ạ? Có nghĩa là nó phản ứng trước so với những cái nhịp độ trước đây nên là nó phản ứng sớm hơn nên là em đánh giá với chị mình nó bắt đầu nó tạo ra những cái sự giao thoa nó nó sớm hơn. Lưu ý ha, đấy là những cái chu kỳ để mà thị trường chung của chúng ta nó giao thoa. Nên là sau mọi cái đợt sụt giảm như thế này Thì bắt đầu những cái dòng dẫn dắt mới nó xuất hiện Những cái mạng cổ phiếu leader mới nó xuất hiện Thì chị mình cứ chú ý cho bốn cái đặc tính Mà trong cái video cuối tuần em có đề cập với chị mình Thì em cũng xin nhắc lại với chị mình một lần nữa Là đầu tiên á, là cái nhịp điều chỉnh vừa qua của thị trường Là thì cái xu thế của các nhóm ngành Các cổ phiếu đó nó vẫn giữ nhiệt và không bị gãy xu hướng hay là không bị mờ biên với yếu tố vô lớn có nghĩa là cái dòng của nó không bị ảnh hưởng tiêu cực trong một cái nhịp độ vừa qua có nghĩa là không đến từ cái việc mà chủ động của cái dòng đó có nghĩa là khi thị trường chung nguyên thế điều chỉnh thì có thể cái dòng đó nó vẫn bị ảnh hưởng chung gọi là ảnh hưởng leo nhưng mà nó không đến từ những cái lực bán chủ động bên trong chính cái nhóm ngành đó lưu ý ha là cái vấn đề đầu tiên cái vấn đề thứ hai khi mà thị trường ta bắt đầu nó có lực đỏ trở lại thì cái dòng có có thể là thị trường ta đến cái phiên ngày 27 tháng 9 nó mới có lực đỡ nhưng mà các dòng cổ phiếu đó nó bắt đầu nó đã có cái lực đỡ từ ngày 26 tháng 9 rồi đấy là cái đặc tính thứ hai cái là lực đỡ nó xuất hiện trước so với cái việc mà cái thị trường chung của chúng ta đã cân bằng ha à, và cái thứ ba chính là cái việc mà cái độ này nó tốt hơn so với cái yếu tố thị trường chung khi mà thị trường chuẩn biến giảm cái là những cái dòng cổ phiếu á khi mà thị trường chung của chúng ta nó chỉ cần nó ổn định thôi thì những cái dòng cổ phiếu gọi là các mẹ cổ phiếu trong dòng đó nó ở những cái vùng đỉnh và cận đỉnh đúng không những cái cổ phiếu nào nó gọi nhiều cái những cái dòng nào mà có nhiều cổ phiếu nó gần những cái vùng đỉnh đỉnh cũ nhất đấy sẽ là những cái dòng mà nó cho thấy được những cái lực đỡ và cái dòng tiền nó sẵn sàng vào nó đánh ha thì hiện tại bây giờ nó có ba cái tiêu chí này rồi còn tiêu chí thứ tư á chính là cái việc mà thị trường của chúng ta đồng vàng hướng lên các nhóm ngành nó nó vượt đỉnh đấy các mã cổ phiếu của nhóm ngành nó nó vượt đỉnh thì đấy chính là những cái con nhận dắt ha thì hiện tại bây giờ hiện tại đã đạt được ba bốn tiêu chí rồi lưu ý ha thì một vài cái dòng nổi trội giống như là dầu khí này, cảng biển này, bán lẻ này, đạm này, đó là những cái hay là những cái một vài cái mã cổ phiếu giống như ngân hàng này, đó là những cái dòng nó đang nổi trội Còn đối với nhóm mình chứng khoán thì cũng là em cũng có đề cập với chị mình rồi á, là cái giai nó giống với cái giai đoạn này của mã cổ phiếu của VND, có nghĩa là nó dần dắt cả một cái chu kỳ vừa qua nhưng mà bắt đầu nó tạo ra một cái tín hiệu nó bị mờ biên á thì có thể là trong cái nhịp độ sắp tới thì nó sẽ có những cái dòng dẫn dắt mới để mà nó thay thế đúng không ạ thay thế cho để mà trong cái lúc mà những cái nhóm ngành chứng khoán nó bắt đầu nó tái tích lũy trở lại đúng không ạ cái nghề mở biên này sau đó nó hồi phục nó vẫn sẽ hồi phục nhưng mà để mà dẫn dắt tiếp tục á thì nó phải có một cái đoạn tái tích lũy biên trên đúng không ạ thì giai đoạn sau mới nó mới tiếp tục nó dẫn dắt được đúng không ạ nó tương tự giai đoạn này cũng tương tự như thế đúng không ạ cái này có nghĩa giống như con vrd này đấy có nghĩa là nó tăng trong xuyên suốt một cái giai đoạn vừa qua nhưng mà để mà nó gọi là hồi phục nó cũng sẽ có khả năng hồi phục nhưng mà để mà nói về một cái vấn đề dẫn dắt tiếp tục á thì nó sẽ cần những cái khoảng thời gian để mà nó tạo ra một cái vùng tái tích lũy biên trên đúng không à? ạ đơn cử giống như là những con như con FTS đâu đi chẳng hạn đấy nó đang hồi phục nè, đúng không à? ạ nhưng mà để dẫn dắt thì nó cần một cái khoảng thời gian nó tái tích lũy biên trên lưu ý ha đấy để mà thì trong những cái khoảng thời gian tái tích lũy biên trên như thế này thì nó sẽ có những cái nhóm ngành nó nổi trội lên đối với cái vấn đề về mặt thị trường ha thì cái nhóm ngành nào thì lát nữa cái phần tiếp theo của video mình sẽ đi phân tích về những cái vấn đề này gọi là vấn đề mình đi qua nhìn qua những cái nhóm ngành những cái mạng cổ phiếu ha và cái hành động của chị mình trong lúc thì thị trường chung của chúng ta ảm đạm ha rồi quay trở lại đối với cái vấn đề mà mình nói về cái vấn đề tính phiếu một chút ha thì cái tính phiếu chị mình thấy là khi mà các thông tin gọi là ngân hàng nhà nước bắt đầu phát hành tính phiếu tính phiếu ở đây á là cái trái phiếu phát hành cho các tổ chức tín dụng lưu ý ha nó là từ những cái phiên như thế này này bắt đầu nó có những cái tin tức ra thì chị mình thấy là cái sự chuyển biến cái sự phản ứng của cổ phiếu gọi là thị trường chung của chúng ta nó tương đối nhanh nên là cái quá trình này đã đang diễn ra sớm hơn trong một cái giai đoạn giao thoa của mọi cái quý nó diễn ra lưu ý ha và chị mình thấy nè cái việc á là ngân hàng nhà nước phát hành tín phiếu gọi là gọi là phát hành tín phiếu cho các tổ chức tín dụng á thì đây không phải là cái việc hút tiền của ngân hàng nhà nước lưu ý ha mà đây chỉ là một cái giải pháp tạm thời đối phó với cái việc mà hiện tại thực trạng hiện tại dư thừa tiền trong các tổ chức tín dụng ha có nghĩa là cái anh chị mình thấy là cái thứ nhất á, là cái 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 kỳ hạn nó chỉ có 28 ngày thôi có nghĩa là có nghĩa là trong khoảng từ 2 đến 3 tuần tới có nghĩa là trong cái còn tháng 10 nửa cuối tháng 10 lại bắt đầu những cái cái dòng tiền này nó sẽ trở lại với những cái tổ chức tín dụng đúng à cái thứ hai là anh chị mình nếu mà anh chị mình có tìm hiểu qua thì cái lãi suất tính phiếu á, nó chỉ có một phần trăm trên một năm thôi nó quá thấp so với những cái cái gọi là so với cái vấn đề lạm phát đi chẳng hạn lạm phát thị trường Việt Nam mình cũng còn ba bốn phần trăm đúng à? nhưng mà đối với cái việc mà gọi là cái lãi suất tín phiếu nó chỉ có một phần trăm à nó quá thấp đi đúng không ạ à? nên là không thể nói là cái gọi là không thể nói là cái vấn đề này để mà nó hút tiền về được lưu ý ha có nghĩa là cái 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 lãi suất á nó còn thấp hơn cả cái tốc độ mất giá của đồng tiền lưu ý ha và và nhưng mà tại sao thì các ngân hàng lại có những cái động thái người ta mua những cái tín phiếu này Đấy thì để mà hướng lãi suất một cách ngắn hạn như thế Chỉ có 1% một năm nhưng mà kỳ hạn nó chỉ có 28 ngày thôi Lưu ý nha à? Thì cái vấn đề ở đây á là cái tín phiếu này là cái tín phiếu nó phát hành cho các tổ chức tín dụng ha và vì ngân hàng nhà nước các uh, em xin lỗi các ngân hàng ở Việt Nam mình ngân hàng cổ phần rồi đi chẳng hạn Người ta không được tự ý mua vàng Hay là không được tự ý mua những cái Gọi là uh, tiền tệ Ngoại hói đồ đi chẳng hạn Như những cái người dân của mình Nghĩa là bây giờ dư thừa tiền ra Cho vay cũng không cho vay được và Tại vì sức cầu đồng dân kém Đúng không à? ạ Nhưng mà để mà đầu tư vào những cái kênh Gọi là kênh vàng Ngoại hói Thì cũng không được tự ý mua Đúng không à? ạ Nó dưới những cái sự quan sát Gọi là quan, qua uh, gọi là uh, quan sát Gọi là và kiểm soát của ngân hàng nhà nước thì các ngân hàng thành viên người ta cũng không gọi là không thể tự ý mua được đúng không ạ là chỉ khi mà đến chỉ khi nào á mình nói đến cái vấn đề về mặt hút tiền á là chỉ khi mà cái lãi suất tiền gửi á nó lớn hơn cái vấn đề làm phát thì lúc đó mới gọi là cái 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 chủ trương hút tiền chứ còn đây là cái việc mà lên cái việc phát hành tín phiếu kỳ hạn ngắn hạn á nó chỉ được xem như là một cái giải pháp tạm thời một cái giải pháp tinh thế của ngân hàng nhà nước với cái việc về tình trạng người hiện tại bây giờ là dư thừa tiền ở các ngân hàng hiện tại ha và cái với với cái việc này á là nó cũng là một cái hệ lụy của cái việc mà bơm tiền liên tục trong những cái khoảng thời gian trước đây làm cho những cái đồng tiền mất giá đúng ạ à, tiền đang dư thừa không biết làm gì nhưng mà vì cái nền kinh tế của chúng ta đang quá yếu đi đúng ạ à, cái các doanh nghiệp người ta không có nhu cầu người ta mở rộng sức cầu trong dân tiêu thụ trong dân thì kém Đấy nên là không thể hấp thụ bằng cái gọi là cái 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 dòng tiền ra được đấy dòng tiền gọi là dòng tiền ra được nó giống như là anh chị mình đơn cử nè giống như là anh chị mình à, 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 sức, lúc mà anh chị mình sức khỏe bình thường á thì anh chị mình ăn uống rất là tốt đúng không à? những cái món ngon ngon vật lạ gì đó anh chị mình ăn uống nó rất là thoải mái và rất là khỏe đúng không à? ạ nhưng mà đến một cái giai đoạn giống như là cái nền kinh tế của chúng ta bây giờ đi chẳng hạn là đang gọi là đang gọi là cái sức cầu trong dân kém đúng à cái độ hấp thụ gọi là cái tốc độ hấp thụ nó không đồng thuận với cái vấn đề về cái việc bơm tiền ra của ngân hàng nhà nước trong những cái khoảng thời gian vừa qua đúng à anh chị mình đang bệnh mà đưa những cái món ngon anh chị mình ăn cũng không ngon miệng đúng không à anh cũng không ăn ăn hết được đấy thì nó tương tự với những cái thực trạng hiện tại bây giờ trên cái nền kinh tế của chúng ta ha à, thì uh, banh uh, các uh, nhóm ngành uh, uh, gọi là ngân hàng á có nghĩa là ngân, tiền á dòng tiền thì bơm ra liên tục nhưng mà các doanh nghiệp á người ta gọi là không gọi là không có nhu cầu để mà mở rộng cho vay tại vì sức cầu kém ha thì các ngân hàng người ta cũng rất là chặt chẽ hơn trong cái việc mà kiểm duyệt tín dụng cho vay đấy nên là tiền á thì có đó nhưng mà càng ngày nó càng ế đúng à thưa tiền đấy không có gọi là không có những cái cái chỗ để mà mình tiêu đấy nó tương gọi là giống như là chị mình uh, gọi là mà người uh, ba mẹ mình đưa mình một cục tiền nhưng mà giờ mình không biết tiêu cái gì Đấy, gọi là không biết điều gì nên là cái trạng thái là ôm tiền như thế thì nó sẽ sao gì nó sẽ bị dư thừa đúng không ạ nó bị dư thừa thì cái cái vấn đề này á là nó sẽ ảnh hưởng đến những cái sự mất giá về mặt đồng tiền cũng như là mất giá với những cái gọi là nó sẽ làm cho những cái sự chênh lệch về mặt tự giá từ đó nó sẽ dẫn đến những cái hệi loại hơi lại đầu tiên là sao vậy là cái người dân sẽ bắt đầu người ta có những cái tình trạng gọi là đầu cơ ngoại hói đầu cơ theo những cái vấn đề về mặt tỷ giá là cái vấn đề đầu tiên Hay có nghĩa là không đem tiền đó để mà đi gọi là đi, đi đi đi, đưa vào một cái cái dòng chảy nền kinh tế mà lại đi đem đầu cơ những cái vấn đề về mặt tỷ giá là cái vấn đề đầu tiên cái vấn đề thứ hai là ảnh hưởng đến những cái dòng tiền khỏi ngoại dòng tiền khỏi ngoại ở đây nói nói riêng á, là đối với những cái việc mà dòng tiền nhà nước ngân hàng của của nước ngoài trên cái thị trường chứng khoán đúng là anh chị thấy là sau khi những cái động thái mà gọi là động thái mà phát hành tín phiếu này chị thấy bắt đầu khỏi ngoại người ta quay trở lại người ta mua ròng, đúng không ạ chứ còn trước đó là những cái lo ngại về cái trên là tỷ giá thì sao vậy thì nước ngoài người ta liên tục người ta bán rồng còn ở đâu đó là khoảng 10 phiên đúng không ạ nhưng mà sau những cái động thái giải pháp tạm thời của ngân hàng nhà, nhà, nhà nước như thế là bắt đầu gọi là bắt đầu khỏi ngoại người ta thấy được cái vấn đề là gọi là nhà nước mình thì sao gì thì đã có gọi là có những cái động thái để mà làm dịu đi những cái vấn đề tự giá đó những cái áp lực tự giá đó thì dòng tiền khói ngoại người ta bắt đầu người ta quay trở lại yên tâm hơn và không rút tiền về Đấy, không rút tiền về nhiều hơn là cái vấn đề đầu tiên cái vấn đề thứ hai nó sẽ ảnh từ khi mà tỷ giá nó bị trên lệnh nó sẽ ảnh hưởng đến những cái doanh nghiệp đây là nói chung nói rộng ra một chút đúng không ạ chứ không nói riêng gì với cái thị trường việt nam nó ảnh hưởng đến đối với những cái doanh nghiệp gọi là uh, xuất khẩu sang nước ngoài này hay là làm làm những cái công việc làm những cái gọi là cái có những cái đối tác nước ngoài này có nhập hàng hay là xuất khẩu sang những cái trạng thái nước ngoài sẽ dẫn đến những cái tình trạng bị chênh lệch làm việc với những cái đối tác nước ngoài làm việc với những cái gọi là cái 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 cái, cái gọi là nguồn hàng mình xuất khẩu ra những cái trạng thái nước ngoài nói như thế hay nữa là nó sẽ khi mà tỷ giá nó nó bị chênh lệch chênh lệch cao trong một cái khoảng thời gian ngắn thì sao gì thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến những cái vấn đề này lưu ý ha và một cái vấn đề nữa là cái này cũng nhỏ thôi nhưng mà em đánh giá nó cũng sẽ ảnh hưởng cho những cái xu thế cuối năm là cái việc mà cái tiền uh, lãi từ gọi là tiền gửi mà lãi suất cao của người dân á gửi đâu đó là khoảng uh, cuối năm 2022 hoặc là đầu năm 2023 thì bắt đầu cái tiền này á là bắt đầu gọi là đáo hạn thì khoảng cuối năm đó có nghĩa là cái thời cái dòng tiền đó thì lúc mà cái lãi suất của thị trường của chúng ta nó chưa giảm đúng không ạ à, thì nó vẫn gọi là được gửi với những cái lãi suất rất là cao Đấy nó cao này nhưng mà cái thời gian đáo hàng một năm thì khoảng đâu đó là khoảng cuối năm nay và đầu năm sau là bắt đầu những cái lượng hàng gọi là lượng tiền này về tiếp tục. Thì lượng tăng về này, này về tiếp tục á thì anh chị mình biết á là cưới lại á thì lãi suất nó rất là thấp. Đúng không? À? Tại vì những cái giai đoạn giảm lãi suất trong những cái khoảng thời gian vừa qua. Đúng không? À? Đấy thì không biết làm gì nữa. Thì nó lại gây ra một cái tình trạng gọi là sao anh chị? Dư thừa tiền nữa. Dư thừa tiền đây là dư thừa tiền trên trong chính cái người dân. Đấy, đúng à đấy gọi là nên là cái việc mà gọi là càng ngày nó càng có những cái tình trạng dư thừa tiền như thế nó sẽ gây lên những cái áp lực về mặt tỷ giá nhưng mà để mà cái vấn đề ngân hàng nhà nước gọi là à, nói vấn đề mà hút tiền về á, thì có cách gọi là cái tăng lãi suất lại đó đúng không à, ạ tăng lãi suất thì bắt đầu những cái lượng tiền bên ngoài người ta đem gửi lại ngân hàng đúng không à, ạ nhưng mà cái vấn đề tăng lãi suất ở đây nó lại gây ra một cái tình trạng là các doanh nghiệp bây giờ cái sức gọi là cái độ tiêu thụ cái độ mở rộng trong nền kinh tế nó kém đúng không ạ nên là các doanh nghiệp bây giờ người ta cũng thoi thóp nên là cái việc mà nếu mà tăng lãi suất trở lại thì vô hình chung sẽ giết chết những cái doanh nghiệp đang thoi thóp thời điểm này Đấy, nên là rất là tiếng thối lượng nan nên là hiện tại bây giờ các ngân hàng nhà nước phải đưa ra những cái chính sách tạm thời để mà nó vừa không tăng lãi suất không có tình trạng gọi là hút tiền về đúng à nhưng mà nó vừa làm dịu đi cái vấn đề về mặt tỷ giá nó giải quyết đi những cái vấn đề dư thừa tiền thì nó chỉ có cách phát hành tín phiếu ra đúng à phát hành tín phiếu ra đây không phải là trạng thái hút tiền mà đây là một cái giải pháp tạm thời tại vì nếu mà hút tiền á thì gọi là sao chị gọi là gọi là hút tiền chỉ có trong một tháng thôi có nghĩa là cái 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 tuần trước này bắt đầu hút rồi đúng không ạ à? bắt đầu gọi là phát hành tín phiếu rồi đúng không à? ạ thì qua gọi là chỉ còn hai ba tuần sau thôi Bắt đầu là cái tính phiếu này nó gọi là nó đáo hạn Thì tiền nó lại về trở lại những cái ngân hàng Đúng à Thì lúc đó là bắt đầu sao vậy Bắt đầu là mình lại nói là tiền được bơm ra Không đúng ha Nên là đây chỉ là một cái giải pháp tạm thời Một cái giải pháp mang tính chất tinh thế Đấy để mà giải quyết cái vấn đề Về cái việc mà dư thừa tiền tiệm còn có nói với chị mình Về cái vấn đề tính phiếu này ha còn bản chất thì vấn đề vận động của thị trường á nó vẫn sẽ vận động theo cái yếu tố cung cầu theo những cái trạng thái giao thoa ha thì cái với những cái tín hiệu với những cái 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 việc mà cái chính sách mà nó ảnh hưởng tạm thời như thế thì chị mình thấy thị trường của ta nó có những cái sự phản ứng và có những cái tín hiệu giao thoa nó sớm hơn ha thế này mình đánh giá sâu những cái đoạn giao thoa này bắt đầu cân bằng thì nó sẽ là mở ra cho những cái nhóm ngành mới nó dần dắt cho những cái chu kỳ tiếp theo và sau mọi cái nhịp độ điều chỉnh của thị trường bắt đầu cân bằng hướng lên đồng pha nấy sẽ là những cái thời điểm tốt nhất để mà anh chị mình mua hoặc là giải ngân chọn lọc để mà tìm kiếm những cái mà cổ phiếu mạnh những cái mà cổ phiếu leader tại vì anh chị mình đơn cử nè anh chị mình giải ngân từ những giai đoạn đầu á trước khi có những cái phiên gọi là tạo ra những cái phiên đồng pha hướng lên có nghĩa là phiên này nó tạo ra một nó sẽ là những phiên xác nhận cho cái nhiệm, gọi là nhịp điều chỉnh này nó kết thúc Đúng không Thì chết là trong ngắn hạn nó sẽ không điều chỉnh nữa. Thì trong những cái vùng như thế, cái vùng giao thoa như thế, nó sẽ là những cái thời điểm an toàn. Ha, à, thì chị mình thấy nè, thị trường ta đã có những ba phiên nó đi ngang. Vô cùng chung nó sẽ làm cho những cái mẹ cổ phiếu gọi là bị mở biên lớn trong khoảng thời gian vừa qua bắt đầu nó tạo ra một cái mặt bằng giá mới. Nó gọi là nó tạo ra những cái vùng cân bằng mới. Đúng không ạ? Để mà khi mà những cái dòng dẫn nhắc mới nó xuất hiện trên thị trường, thị trường mở ra một cái nhịp mới thì những cái mẹ cổ phiếu bị mở biên lớn nó cũng đã cân bằng được rồi. Đúng rồi, Nó không gây hiệu ứng tiêu cực nữa khi mà thị trường chung của chúng ta đánh lên. Lưu ý ha, đấy là cái vấn đề của cái thị trường của chúng ta. Đấy nên là thị trường của chúng ta là hiện tại bây giờ nó đang trong một cái giai đoạn giao thoa như thế nên là anh chị mình phải cực kỳ gọi là cực kỳ quan sát, cực kỳ theo dõi và cực kỳ chọn lọc để mà tỉnh táo để mà chọn ra những cái dòng dẫn dắt cũng như là những cái mẹ cổ phiếu mà bị mở biên lớn và những cái con mà anh chị mình cần cơ cấu ra ha thì đấy là cái vấn đề mà em nói muốn nói đối với với chị mình trên cái thị trường thì khả năng thị trường của ta nó sẽ cũng sẽ tạo ra một cái biên độ đi ngang để trước khi nó có một cái phiên gọi là phiên mở biên đồng pha để mà là kết thúc cho một cái quá trình điều chỉnh của thị trường ha à, thì hiện tại bây giờ nhịp điều chỉnh nó vẫn chưa kết thúc nhịp điều chỉnh nó chỉ kết thúc khi mà nó xuất hiện một cái phiên đồng pha hướng lên và cái dòng dần dắt mới nó xuất hiện ha à, hiện tại bây giờ nó chỉ là một cái giai đoạn và dòng tiền bắt đầu nó phân bổ phân bổ vào Đó nên là bắt đầu mình sẽ đi chọn lọc mà đi tìm kiếm những cái nhóm ngành mà nó có khả năng dẫn dắt nhất đấy mình quan sát mình liên tục mình chọn lọc cho những cái thời điểm như thế của thị trường ha thì đấy là những cái vấn đề mà muốn nhắn gửi với chị mình ở cái phần nhận định thị trường của chúng ta rồi tiếp theo mình sẽ đi qua một vài cái mẹ cổ phiếu một vài cái nhóm ngành nổi trội trên thị trường để mà mình cùng nhau mình đi phân tích hai còn bản chất thị trường của chúng ta phiên ngày hôm nay với cái phiên ngày thứ sáu thì nó cũng không khác gì nhau cả nó chỉ có nổi trội lên một vài cái nhóm ngành mít cáp biết là ngày hôm nay những cái nhóm thủy sản này nó tăng trần nó tăng tốt đúng không ạ đấy nó gọi là những cái mà của, gọi là những cái nhóm ngành nó linh hoạt khi mà thị trường chung của chúng ta nó có yếu tố thanh còn thấp hay có nghĩa là thanh còn thấp mà nó giữ biên á, thì thường những cái mà cổ phiếu mít nó sẽ linh hoạt hơn đấy còn những cái mà cổ phiếu mang tính chất thị trường mang tính chất gọi là có vốn hóa thì đa phần nó sẽ vận động chung theo những cái nhịp độ của thị trường ha đấy là những cái vấn đề mà muốn nhắn gửi với anh chị mình trong cái video ngày hôm nay rồi tiếp theo mình sẽ đi qua mình phân tích về nhìn qua một vài cái nhóm ngành đấy để mà mình xem thử những cái vận động tiếp theo nó như thế nào cần có gọi là điểm mua điểm bán nó như thế nào để mà anh chị mình cùng nhau mình theo dõi trong những cái phiên sắp tới ha à, thì nếu mà anh chị mình thấy hay đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo ha anh chị mình đừng quên đăng ký kênh nếu mà anh chị mình chưa đăng ký. Thì nếu mà anh chị mình cảm thấy phù hợp với quan điểm đầu tư của anh chị mình để mà nhận những cái tín hiệu nó sớm nhất trong phiên đấy những cái gọi là cái dòng nó vừa đánh xúc phát đi lên thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 886 để mà cùng đồng hành cùng em trong room khách hàng mình nhận những cái khuyến nghị nó cụ thể nhất nó sâu sắc nhất trong phiên ha thì đó là cái vấn đề của thị trường chung rồi tiếp theo mình sẽ đi qua mình phân tích về một vài cái cổ phiếu Vài cái nhóm ngành thì đi từ trên xuống dưới chị mình thấy đầu tiên là nhóm ngành ngân hàng ngày hôm nay có mặt cổ phiếu của CTG nó có hai cái phiên mà nó làm cho cái tâm lý nhà tư mình rất là bất ổn đúng rồi nó gọi là nó khớp những cái lệnh MB nó sàn Ngày hôm trước là khớp lệnh khoảng vài trăm nghìn cổ phiếu á nó tạo ra một cái phiên khớp sàn đấy thì ngày hôm nay nó tạo gọi là nó khớp đâu đó lệnh mb nó xuống khoảng một triệu cổ phiếu nó sẽ được khoảng một triệu cổ phiếu này đây này đang xanh mà thành sàn đấy đang xanh mà thành sàn này như không khoảng một uh, triệu cổ phiếu đó nó bán hai lệnh mb một lệnh là 349 trăm bốn một lệnh là 620 trăm hai mươi từ gọi là từ xanh này mà nó xuống sàn luôn có nghĩa là cái biên độ dao động trong những cái giai đoạn này thứ nhất là nó tương đối lỏng cái thứ hai á là cái lệnh kê bên dưới nó cũng tương đối mỏng. Anh chị em thấy là lệnh kê bên dưới nè, nó khoảng 14 000 nè, 6 000 31 .000, 000 thì bán một triệu cổ phiếu thì nó bị trượt biên là đúng rồi. Đúng ạ nên là cái yếu tố rủi ro của các à, gọi là khi mà chị mình đi tiền lớn trong giai đoạn này chính là cái vấn đề về mặt thanh khoản ha. À, đặc biệt là những cái mà cổ phiếu mà thanh khoản kém á, trong giai đoạn này thì tốt nhất em đánh giá với anh chị mình nên cơ góc và chờ đợi những cái nhịp mới. Chứ còn bản chắc khi mà anh chị mình muốn bán ra mà cổ phiếu nó đang bị trước biên nữa thì nó sẽ sao gì nó sẽ rủi ro cho anh chị mình và cái rủi ro về mặt thanh khoản là một cái rủi ro lớn nhất trong cái việc mà anh chị mình đi đầu tư anh chị mình đơn cử giống như là nhóm ngành bất động sản gọi là em xin lỗi không phải nhóm ngành bất động sản mà là bất động sản ngoài đời đó. đấy lúc mà anh chị mình muốn bán ra không bán được em không nói mà cổ phiếu của CTG nhưng mà em nói đến ở đây là đặc biệt anh chị mình nếu mà anh chị mình có giao dịch những cái mà cổ phiếu mà thanh khoản nó thấp thanh khoản nó kém thì phải nên thận trọng ha đó là cái vấn đề và cũng như là CTG thì nó nó cũng có một vài cái tin tức nó liên quan nhưng mà em đánh giá nó không gọi là nó không phải là gọi là không phải đa phần đấy nó tạo tâm lý thôi giống như là việc nó có liên quan đến Tân hồng Minh nè lúc này em vừa mới xem nè Tân Hoàng Minh đâu nè tại ba ngân hàng liên quan đến vụ án Tân hồng Minh nè đó là trong đó có việc tiên banh này có việc công banh và lẽ đặc đó, đó nhìn chung là khi mà tin ra rồi thì nó tận dụng để mà nó làm tâm lý cái thứ hai là ông ông lê đức thọ là cũng đang bị đề nghị để mà kỷ luật ông lê đức thọ là hiện tại là cựu của bí thư tỉnh bến tre đúng không ạ cũng là cựu phó tổng giám đốc của ngân hàng thương mại cổ phần công thương đó nên là nhìn chung là những cái tin này nó ra nó làm cho các cổ phiếu này nó bị biến động đúng không tận dụng những cái vùng tăng còn thấp những cái vùng tâm lý yếu thì nó làm những cái yếu tố như thế này á thì chị mình thấy cái thị trường nó ghê nhưng mà bạn chất khi mà nhìn qua những cái vận động của thị trường hay là cổ phiếu thì nó vẫn giữ nhịp được tuy nhiên là với những cái sự biến động lỏng như thế này thì thường nó sẽ mất những cái khoảng thời gian để mà tạo ra những cái yếu tố cân bằng à nhưng mà về mặt vận động chung của cổ phiếu thì vẫn đang trong một cái xu thế lên ha à, nghĩa về lại những cái nền vùng nền tích lũy hỗ trợ lớn cổ phiếu hiện tại bây giờ đang ăn nướng tin tức thì thường nó sẽ cần có một cái khoảng thời gian để mà nó tiêu hóa đi nó hấp thụ ha để mà cổ phiếu nó nó thể hiện qua cái nhịp này là một cái nhịp quá out tận dụng tin tức để watch out á thì nó cần phải có những cái nhịp nó vượt lên trở lại vùng 31.5 đến giá 32 sau đó cắt tích lũy cân bằng thì nhịp này chính là những cái điểm quá những cái điểm dụ đối với cổ phiếu ha nhưng mà thường với những cái biến động lỏng thì theo mô sát á thứ ít nhất là phải cần có những cái tín hiệu nó siết chặt biên trở lại đấy là lưu ý ha ngân hàng này hay là tiếp theo cùng BIDV đấy, BIDV hiện tại bây giờ thanh còn rất là bé đúng không à? ạ vùng gọi là vùng kháng gọi là cái vùng hỗ trợ mạnh nhất cổ phiếu là vùng giảm bốn mươi ba hiện tại bây giờ nó đang về lại những vùng hỗ trợ lớn rồi đấy vùng này mà có lực đỡ sao khi cổ phiếu bắt đầu hồi phục ngay đúng không à? ạ nhưng mà để mà hình thành xu hướng thì thường nó sẽ mất thời gian nữa à, hay là tiếp theo MB này chị thông Lúc đó bắt đầu nó xuất hiện này đấy, bắt đầu nó có những cái lực đỡ này thường những con này có thể có khả năng nó về lại test lại bên trên đấy thì vô trong điểm này nó sẽ tạo ra một cái vùng trung dậu đúng không lên lại biên trên bắt đầu cân bằng tích lũy thì nhịp sau nó sẽ là những con dẫn dắt mới có thể là những ngành ngân hàng ha, hay là MSB này thì trước, trước mắt nó sẽ hồi phục khoảng đâu đó khoảng giá 14.4 là giá 14.6 tìm đến giá nhịp hồi phục đầu tiên thì trước mắt thì chị mình cứ cơ cấu đã đấy còn nếu mà hồi phục lên sau đó giữ biên được có nghĩa là nó phu định lại cái phiên giảm điểm này hãy bắt đầu tích lũy biên trên thì chị mình đánh lại cho cho sống sau không vấn đề gì cả đâu lưu ý ha hay tiếp theo những con giống như STB này thì đây là một cái điểm dụ đúng không à, ạ điểm dỗ nó có thành công hay không nó sẽ phụ thuộc vào những cái phiên quá lên của nó nên những cái điểm hướng lên những cái điểm hồi phục lên một cách mạnh mẽ và quyết liệt ha còn hiện tại bây giờ nó đang dỗ thì cứ để nó dỗ đúng không à, ạ cái quan trọng nhất là còn là cái quan trọng nhất là mình mua chọn thời điểm đó, là nó có khả năng tăng giá đúng không à, ạ hiện tại bây giờ đang trong một điểm dỗ thôi tham còn bé tí không vấn đề gì cả nhưng mà cái quan trọng nhất là để mà cổ phiếu một cái nhịp gọi là sẵn sàng đi lên á thì nó phải cần có một cái điểm nó hồi phục trở lại, Phu định lại những cái nhịp dỗ này có nghĩa là cùng một cái thời điểm này anh chị thấy này cùng một cái thời điểm đó là cùng một cái mức giá 29 này chẳng hạn nhưng mà anh chị mình mua cái mức vùng này này cái tâm lý của anh chị mình nó sẽ khác đúng mà anh chị mình mua cái vùng này tâm lý nó sẽ khác mua vùng này tâm lý sẽ khác nhưng mà mua ngay cây này tâm lý nó sẽ khác có nghĩa là cái vị thế của anh chị mình đó có nghĩa là mua vùng này đi chẳng hạn sụt chạm xuống là vị thế không an toàn vị thế rủi ro đúng không ạ có thể anh chị mình chịu không chịu được được nhiệt trong cái tâm lý này đúng không ạ trong cái vùng tâm lý này mặc dù là cái biến độ nó không gọi là nó nó gọi là nó vẫn trong một cái vùng biến độ này thôi nhưng mà thời điểm mua nó rất là quan trọng đúng không ạ nhưng mà anh chị mình mua từ cái này cũng cũng giá 29 đi chẳng hạn mua xong cổ phiếu tăng lên anh chị mình sẽ an toàn cái vì thế đó anh chị mình sẽ an toàn còn mua xong một cổ phiếu giảm xuống thì vì thế đó nó lại không an toàn đúng à nên là quan trọng nhất là cái yếu tố thời điểm cổ phiếu gọi là mạnh là cổ gọi là cổ phiếu tốt á là cổ phiếu mà nó có khả năng tăng giá đúng à chứ còn bằng chắc mà một cái doanh nghiệp một cái cái mà cổ phiếu hay là một cái doanh nghiệp á nó tốt đi chắc mấy cách mấy anh chị mình phân tích cơ bản tốt đi chăng nữa nhưng mà cổ phiếu nó lại không tăng thì nó cũng không phải là một cái cổ phiếu tốt lưu ý là cổ phiếu tốt tốt là cổ phiếu nó có khả năng sinh lại cho anh chị mình đấy là một cái môi trường đầu tư ha đấy môi trường đầu tư thì nó rất là gọi là nó thể hiện trực tiếp nhất trên những cái cái sự vận động của cổ phiếu trên chính cái tài khoản của anh chị mình ha đấy, à, thì tiếp theo những cái mạng cổ phiếu giống như là Vinbank này bắt đầu hồi phục nè tám trước kỳ vọng lắp gáp thôi nhưng mà bắt đầu nó hồi phục được thì những con này hồi phục trên giá khoảng 22 đấy có thể về lại bên trên tích lũy sau đó nó tạo ra một cái vòng cung nhỏ ở vùng dưới này này đó thì nhịp sau có thể nó đánh được ha nhưng mà cái quá trình đó thì nó sẽ cần nhiều cái phiên nữa để mà mình quan sát ha thì trước mắt nó hồi phục lùng trên này thôi đấy ban này ngày tiếp theo dùng chứng khoán gì mình thấy chứng khoán nhỏ là chứng khoán nó hồi phục tốt hơn đúng là EGR này thì kỳ vọng lên khoảng là nếu mà tốt nhất là nó sẽ lên khoảng giá 19 thôi cái nhịp này nó lên giá 19 sau đó bắt đầu ta tích lũy trở lại còn đánh là cái nhịp mà nếu mà bùng nổ lên khoảng giá 18.5 đến giá 19 á em nên giá nếu mà chị mình còn đang nắm giữ ấy vì thế tốt thì chị mình bán một à, gọi là có thể chốt bớt một nửa vì thế không tốt thì có thể canh bán hết trong một cái nhịp độ hồi phục đầu tiên sau đó chờ đợi những cái cổ phiếu nó bắt đầu nó cân bằng nó tích lũy trở lại hay là tiếp theo bsi này nói trước có nói với chị mình cứ lên vùng này trước mắt là là vì thế không tốt cũng bán một nửa hoặc là vì thế không tốt là bán hết vì thế tốt thì bán một nửa sau đó mình quan sát tiếp cân bằng tốt thì mình đánh lại không vấn đề gì cả đúng à hay tiếp theo cts này nói cứ lên vùng trên đây này, này đây là vùng kháng cự trong một cái nhịp độ hồi phục đầu tiên em nói đây là một cái nhịp độ hồi phục đầu tiên nha có thể nó test lại nó cân bằng nó test lại tiếp tục nó bừng nổ tiếp tục thì cái vấn đề đó là mình không nói cái vấn đề ở đây em muốn nói với anh chị mình đó là trong một cái nhịp độ hồi phục đầu tiên thì vùng này chính là những vùng kháng cự Đấy, kháng cự trong nhịp hồi tại vì lượng cung treo lơ lửng trên này là có Được ý ha nó là những con nhỏ mẹ nhỏ anh chị mình thấy là mẹ cổ phiếu mít cáp của cái dòng chứng khoán chị thấy hồi phục nó tốt hơn này hay là fts này tương tự này vùng này là bắt đầu nó sẽ gặp những cái lượng cung treo lơ thì trước mắt anh chị gọi là vì thế không tốt cứ bán hết vì thế tốt anh chị mình bán một nửa sau đó tiếp tục quan sát nếu mà hấp thụ tốt chị sau chị mình đánh quay trở lại đối với thị trường tại vì thị trường mà nó tạo ra một cái cơn sóng cổ phiếu mà, mà tạo sóng thì nó xuất hiện rất là nhiều những cơ hội đầu tư cho anh chị mình giống như giai đoạn này nè chị thấy trong một cái quá trình đi lên đúng không à, ạ anh chị mình không mua được điểm này mua điểm này không mua được điểm này mua điểm này đúng không à, ạ không mua được điểm này mua điểm này đấy đúng không à, không mua được điểm này mua điểm này đấy có rất là nhiều những cái đi mua cho anh chị mình trong một cái xu thế lên nên là không cần phải gọi là không cần phải mà mình vội vàng gì cả đúng không à. ạ nói nên là sao vậy mình phải biết là cái thời điểm nào là chị mình cần nên phòng thủ là bằng cách mình hạ tỷ trọng đúng không ạ và gọi là cái thời điểm nào là mình nên tấn công là sao vậy mình gia tăng quy mô đấy đối với từng cái thời điểm cũng như là từng cái mạng cổ phiếu từng cái nhóm ngành ha nó làm đánh giá những con FTS như thế này, này lên này bắt đầu nó sẽ gặp kháng cự thường nó sẽ khó lên ngay có thể là nó sẽ sập gặp một cái giai đoạn nhung nhăng nếu mà tốt thì nó hấp tụ biên trên đã tích lũy một thời gian để mà các mẹ cổ phiếu khác bắt đầu nó hồi phục lên để mà nó bổ trợ cho một cái quá trình phía sau thì lúc này cũng có đề cập với chị mình những cái con sóng trước đây của nhà mình chứng khoán đấy đấy hay là tiếp theo mbs này thì nó hồi phục lên vùng này nó sẽ gặp đường cung treo lơ lửng thì chết nó đang thế lại đúng ạ? đấy nó là cứ hồi phục lên vùng này này đấy vì thế gọi là không tốt thì bán hết vì thế tốt bán một nửa thì sau đó quan sát tiếp đúng không ạ bằng tốt thì nhịp sau mình đánh tiếp không có gì, gì cả nhưng mà thương lên bên này nó sẽ gặp áp lực đầu tiên đúng không gọi là cái vùng kháng cự trong một cái đà hồi phục đầu tiên đúng không còn những con hcm này chưa tăng được những con này nó đang cần thanh khoản đúng không nó đang có một cái vùng gọi là cái vùng giá ba à, 31 hai ba nếu mà bước thoát vùng trên này thì nó có thể nó sẽ có một cái khả năng nó lên tại lại vùng giá ba ba năm nữa như ba ha à, tiếp theo những con giống như con SHS rồi này này Đấy cứ mua 8.5 thì 19 á học lên trên này anh chị mình canh nên chị mình theo những cái chiến lược vì thế không tốt hay hết vì thế tốt hay một nữa à, vì thế là kẹp vùng trên đây này canh này hay hết Rồi à, tiếp theo SSI nó tương tự thì bắt đầu siết biên này nó có vùng giá 33 nếu bước thoát giá 33 được á rắc giá 33 được á có thể nó sẽ lên giá khoảng 34.8 lên 35 tại đây chính là những cái vùng kháng cự lớn trong một cái nhịp độ hồi phục đầu tiên của cổ phiếu ha à. Này, thì theo VCI này tương tự này đây bắt đầu siết chặt biên rồi thì khi mà nó bước vứt rắc được một 43 bóng thì nó sẽ lên khoảng giải bóng sáu đến đối với cổ phiếu thì lúc đó là tôi cũng tương ứng với thị trường ta là bắt đầu nó sẽ mở biên trở lại được ha, nó bắt đầu nó có thành còn vào ha Ở những con này này hiện tại nó đang cần có một cái cái nhịp độ của thị trường chung hiện tại nó vận động chung theo yếu tố thị trường thôi chỉ nói nó nó giảm con này cũng giảm nhưng mà lực đỡ nó tốt hơn so với thị trường này thì thường những con này nếu mà thị trường nó mở biên lên thì những con này nó sẽ tăng trước là nó sẽ tăng tốt hơn đây là tăng trong một đà hồi phục nha chứ không phải là tăng để mà tạo sóng lưu ý ha thì tiếp theo những con vnd này gì không tương tự thế này nó kỳ vọng của cái đà gọi là cái đà kháng cự trong cái nhịp độ hồi phục đầu tiên là khoảng giá 23 đến 24 ha nói đến nhóm ngành chứng khoán rồi theo nhóm ngành thép nè họ phá anh chị thấy nó đi chung với những cái sự vận động của thị trường đó đấy, tại thanh con thấp test một đáy này test lại đáy hai này để còn một cái phiên mở biên xác nhận lên thì có thể nó sẽ hồi phục trở lại khoảng giá 28 đến 5 Ha, vùng này cũng là một cái vùng hỗ trợ để em đánh giá là tương đối tương đối tốt cho gọi là tương đối cứng so với những nhịp trước đây đó. lưu ý ha còn những con hoa sen này chị thấy không? nhịp hồi phục đầu tiên phiếu nó cùng mà nó gặp kháng cự nhiều nhất là vùng giá 21 đến 21.5 đấy cứ canh vùng này hồi phục đầu tiên thì có thể canh là hạ bớt ha hay là tiếp theo năm kim này vùng giá 21 cũng là 21 đã quanh 21 là 21.5 đó sẽ là những vùng kháng cự đầu tiên trong một cái nhịp độ hồi phục ha còn để mà hình thành tạo sóng ngay nó chưa đâu hiện tại bây giờ thành con bé này đấy thì có thể một cái lượng kích thích lên thì nó sẽ hồi phục được ha thép này rồi tiếp theo nhóm ngành bất động sản anh chị thấy sale đi chẳng hạn đấy vùng giá dạ 24 đó là những cái vùng mà học lên để mà anh chị mình cạnh chị hạ ra ha tiếp theo DG này thì tham bắt đầu siết biên này khả năng nó hồi phục khoảng giá dạ 27 cái vùng lắp lại gấp này đấy là tiếp theo đất xanh này đấy đất xanh này đấy hồi phục giá dạ 21 ha 21 chính là những cái vùng để cho anh chị mình cơ cấu thì cái những cái con này á mà nếu nó cứ đi ngang á có nghĩa là đi ngang này nó tạo ra một cái nhịp test đấy này tạo test ba đáy này bắt đầu xem gì những cái biên độ bắt đầu nó siết chặt dần á thì có thể nó sẽ xuất hiện những cái điểm mua để mà anh chị mình đánh ngắn hồi phục còn nếu mà nó hồi phục lại tăng ngay luôn á thì nó chỉ dành cho những anh chị cơ cấu thôi nha nói lưu ý với những cái con mở biên lớn mở biên lớn một nó phải tách đáy liên tục để mà đánh một cái nhịp hồi anh chị thấy này mở biên lớn này anh chị thấy không đây là một cái nhịp mở biên lớn đối với cổ phiếu đúng không mở biên lớn này nếu mà hồi phục ngay á là chỉ là một cái điểm để cho anh chị mình cơ cấu thôi Đúng không à, ạ? Nó test ngay cái vùng này. Anh chị thấy cái vùng này này, trước đây nó có rất là nhiều sự phản ứng. Đúng không à, ạ? Vùng hỗ trợ trước là sao chị? Khi mà đánh thông qua nó sẽ là những vùng kháng cự trong một cái đợt hồi phục. Đúng không ạ? Nó là nếu mà hồi phục nhanh á thì nó chỉ là những cái điểm để, để anh chị mình cơ cấu thôi. Đúng không à, ạ? Còn nếu á mà anh chị mình thấy này, cổ phiếu bắt đầu sao chị? Test đi. Test lại. Nâng nền lên. Nhịp tiền mồi vào. Thì đánh cho một cái nhịp xong mà xong sau, những cái nhịp hồi phục. Lưu ý vấn đề này. À, tương tự như thế nhịp này cũng tương tự như thế này. Đấy, nếu mà cứ đi ngang nó tạo ra một cái nhịp test hai ba đáy liên tục á. Thời nhịp sau chị mình đánh cho một cái nhịp hồi phục được. Còn nếu mà nó cứ tăng lên một cách nhanh lên ngay á thì nó chỉ dành cho những anh chị đang kẹp hàng mình cơ cấu hay là đang giữ hàng mình cơ cấu. Mình bán ra. Lưu ha. Chúng mình bỏ đồng sản. Tiếp theo những con những con uh, nằm long tương tự thế này, thành con thấp thấp như này thì khả năng nó hồi phục vùng dễ ba 38 chính là những cái vùng kháng cự cổ phiếu. Ha tiếp theo những con BDR. Đấy em đánh giá vùng giá 25, quanh giá 25 25 25 cho mít nó sẽ là những vùng kháng cự trong nhịp hồi phục ha đấy mà cái lực hồi phục như thế này á chỉ dành để gọi là để mà học đầu tiên chỉ dành cho những anh chị nào đang kẹp hàng hay là đang cầm cổ phiếu thì để mà anh chị mình canh anh chị mình chốt bớt canh anh chị mình cơ cấu bớt nếu mà cân bằng tính lũy tốt mình đánh sau tại vì dòng này hiện tại bây giờ nó đang phân hóa ha một vài cái bài cổ phiếu đâu trời và tiếp theo khu nghiệp đầu tư công có c 4 g này đấy c 4 g trước em bán ngay cây này, này em bán cây này, này. nhé 14 bán huề đúng không ạ thì hiện tại vùng lên trên này vùng giá 14 nó sẽ là những vùng kháng cự ha một là bán sớm hai là tham dự hai là chờ những gì hồi phục để cơ cấu ha thì thứ SN này giảm rất là sâu thì hồi phục được đúng không một, một phiên công nói lên vấn đề gì cả những con này biên rơi sau hồi phục nhanh là phải cơ cấu thôi lưu ý ha 16.5 đến 17 tiếp theo những con giống như là GVR đấy GVR là khoảng giá 21 đến 21.5 đấy là nếu mà hồi nhanh lên thì canh chỉ canh cơ cấu thôi, thôi. lưu ý ha tiếp theo HHV này đấy có thể lắp lại ghép này giá 17 đến giá 17 chấm đáp tiếp theo hút hút bắt đầu nó phủ định này thì thường những con này lên trên vùng dưới hai làm á bắt đầu cân bằng trở lại có nghĩa là con này nó giảm trước đúng không ạ nó hồi phục trước nếu mà cân bằng trước thì nhịp sau có thể canh được à, nhưng mà để như thế nó sẽ mất nhiều cái khoảng thời gian nhưng mà con IDC là con mà em quan sát trong những khoảng thời gian vừa qua nó giữ nhịp khá là tốt nhưng mà cái dòng hiện tại của nó nó đang phân hóa nên là có thể là nó, nó có thể nó tạo ra một cái biên độ đi ngang tích lũy nên trên biên này này để mà chờ đợi những cái dòng cổ phiếu của gọi là cái dòng của nó nó cân bằng nó tích lũy trở lại để mà là khi mà nó tăng lên nó có được sự bổ trợ của cái dòng chứ không phải là cái dòng nó gây tiêu cực nữa đấy Lùi ha nên là những con này nếu mà cân bằng trên này những cái nhịp sau phải canh chú ý thật Lùi ha hãy tiếp theo những con kbc đấy vùng uh, gọi là vùng kháng cự trong nhịp hồi là không nhẹ ba ha đấy nếu mà hồi một nhanh lên là cơ gấu còn sao vậy nếu mà cứ cân bằng đi ngang á mà test đây test đây liên tục như thế này thành còn thấp thấp như này thì có thể đánh trong những nhịp hồi phục phía sau ha tiếp theo lcg đấy giảm biên rơi lớn thì hồi phục cơ cấu thôi còn giảm 10 13 5 ha tiếp theo những con sjc này đấy, tương tự kbc thôi hồi phục nhanh lên ba tám là cành cơ cấu cành bán đúng không còn nếu mà nó test trở lại này để linh sinh tạo ra một cái biên độ mặt bằng giá mới test trở lại thì sao nhỉ đấy sẽ là những cái thời điểm mình đánh cho một cái nhịp hồi phục phía sau ha tiếp theo vcg tương tự như thế này đấy vùng gọi là sao gì hai mươi nếu mà test đấy thì cành nhịp sau VGC nè vùng giá khoảng à, 49 đến 50 nói tên những vùng này tiếp theo nhóm anh dầu khí dầu khí ngày hôm nay hàng về những hàng mở biên về mà anh chị mình thấy nó vẫn neo trở lại được nghe thanh còn thấp này hàng về hấp thụ tốt với những cái sự biến động rung lắc của thị trường mà nó vẫn chấp nhận nó hấp thụ trở lại những cái vùng trở này á thì thường nếu mà đi ngang một vài biến độ thì khả năng vượt định cổ phiếu nó sẽ có là những nhóm ngành này á, hồi phục tốt hơn thị trường này không chịu ảnh hưởng trong những cái nhịp độ vừa qua thì chị mình phải để ý tới đúng không ạ này là những con gắt rồi đi chương tương tự này đúng không nó vẫn giữ những cái biên độ thành con bé tí không có đi cả tết ra lại thôi đúng không những con này mà giữ biên trong những nhịp sau khả năng vượt đỉnh và dẫn sống của nó nó sẽ có đúng không nó có khả năng đúng không hay là những con như con bvd rồi đi chẳng hạn bởi vì trước mắt thì có thể nó hồi phục lên vùng trên này này nó cần hồi phục lên giá 26 chấm năm đến 27 bảy cân bằng nền trên đó nhịp sau để mà nó bổ trợ anh chị thấy nó sức bật của nó vẫn đang rất là tốt hơn so với thị trường đúng không hay là tiếp theo bvs đi chẳng hạn nói bvs đi chẳng hạn anh thấy phim mở biên rồi về này không thu định lại đúng rồi à, cái ngân hàng về nó có áp lực nhưng mà áp lực nó thứ nhất nó không có nhiều thứ hai là không phủ định lại cái phiên này thì nó vẫn giữ trở lại những cái nêu trở lại những vùng giá cao từ những con này nếu mà những cái giai đoạn sau bắt đầu nó hồi phục nó công bằng thì sao nhỉ những cái dòng này phải chú ý tới nó chứ đúng là vùng giá 40 nó vẫn là những cái điểm bay đối với cổ phiếu và nó không vượt qua hay là, là những ngành dầu khí rồi tiếp theo qua những cái cái dòng khác là cái dòng mà uh, uh, thủy sản lô tích này anh chị thấy NV này nó tăng này nhưng mà bằng chắc anh chị thấy này thì thường thường những con này nó sẽ có một cái nhịp nó test đỉnh đúng không ạ? Sẽ đến còn giá 40 đến giá 41. Đó, à, thì đánh giá vùng trên này nó sẽ bắt đầu nó gặp áp lực. Nó áp lực nhiều hơn, những cái lượng cung kẹp vùng trên này nó có nhiều hơn. Anh chị thấy này. Anh hiểu không? Đây là cái lượng cung nó kẹp nè. Đúng mà lên trên này bắt đầu những cái lượng cung hồi vốn người ta bán ra. Đúng mà bán ra vô chung nó phải cần có một cái khoảng thời gian để mà nó hấp thụ rung lắc. Đúng không ạ? Đó là thường nếu mà nó hồi phục trên, vùng này em đánh giá với anh chị mình đó là có thể canh anh chị mình chốt bớt. Ha, à, à, tiếp theo những con giống như là uh, Zemadep biển này đi chẳng hạn hàng về nó vẫn neo trở lại được biên hơi lỏng thôi, nhưng mà hàng về nó vẫn neo trở lại được thường những con nó tạo ra một cái nền trên phía dưới này thì chị mình có thể chú ý tới chị mình thấy giống con nào chị giống con long hậu đấy nó long hậu là cái nhịp trước nha chị cái nhịp lúc này mới có đề cập với chị mình đó đây nè đúng à những cái nhóm ngành mà trong giai đoạn này á mà hiện tại đang trên đỉnh và gần đỉnh nó sẽ là những cái dòng mà chị mình phải chú ý gì không chính này thì những con này nó vẫn trên đỉnh nem trên đỉnh đúng không ạ chỉ cần thị trường trong hồi phục thôi những con này vượt đỉnh nó tăng luôn anh chị thấy rơi mà đẹp nè Hiện tại bây giờ anh chị thấy không? Thị trường chính nhưng mà những con này nó vẫn đeo trên đỉnh Đúng mà, chỉ cần thị trường chung mở biên thôi Dòng này mở biên thì những con này nó sẽ dần dắt tiếp tục Đúng mà nó có khả năng nó tạo sóng mới Nói chị mình phải chú ý những dòng như thế này Đúng mà hay là HAH này anh chị thấy không? Nó vẫn đeo lại đỉnh và gần đỉnh của nó Nhưng mà thanh khoản con này hơi lớn Đúng ạ thanh khoản giai đoạn trước nó chưa kịp cung nên là chị mình thấy đi lên thì nó sẽ có nhiều cái cái lượng cung nó nó tuôn ra hơn so với mặt cổ phiếu Gmadep. à, so với những cái con như con BVT rồi đi chẳng hạn UBT thực chất ra là nó chạy theo căn biên chứ không phải chạy theo dầu khí đâu nha anh chị thì không nêu trở lại vùng giá cao này biên nó hơi lỏng thôi cần siết chặt biên trở lại một chút nữa ha những dòng thủy sản này IDI này thì thường có thể nó sẽ có khả năng hồi khoảng giảm 15 đến giảm 15.5 đây sẽ là những cái vùng mà áp lực cung nó sẽ tung ra có ha đó là dòng thủy sản VHC này tương tự nè thường khoảng tầm 84 84 86 đó là đỉnh trước của nó có thể nó có một cái nhịp nó test đỉnh nhưng mà thường test đỉnh này sau giai đoạn test đỉnh nó sẽ có tạo ra một cái vùng cung hay là tạo ra một cái sự hấp tụ đi ngang thì mới có những cái diễn biến tiếp tục được ha đó là càng biển rồi tiếp theo nhóm anh đạm đạm anh chị thấy là có bfc rồi gian hạn nói thường nó sẽ hồi phục ở đâu chị hồi phục thì quanh khoảng đâu đó khoảng giữa 20 mươi hai mươi hai nó sẽ là những cái vùng nó sẽ xuất hiện kép lực cung hay tiếp theo csv này bắt đầu test đỉnh này. thường những con này có hàng nắm giữ vẫn được Nói bóng này được chú ý cho những cái sự phản ứng quanh cái ngưỡng đỉnh này hay à, tiếp theo đạm cà mau này nhìn không chứ nó kỳ vọng nó neo trở lại sau đó nó vượt lên giữa 35 thì cái dòng này nó vẫn còn tăng được tại vì cái xu thế hiện tại bây giờ nó vẫn đang trong một xu thế tăng nhìn, nhìn cũng dgc này nó nhịp điều chỉnh giảm này cổ phiếu nó có điều chỉnh nhưng mà bản chất xu thế nó không có gậy đúng mà cái dòng của nó nó vẫn đang giữ nhịp được Đấy, bắt đầu siết biên này kỳ vọng mở biên lên thì những cái dòng bắt đầu mà dòng đạm nó vẫn sẽ còn đánh tiếp đúng mà đạm phú mỹ hơi hơi chậm nhịp hơn một chút thôi đúng không nhưng mà về mặt khi mà cái dòng của nó tăng được thì những con này nó vẫn tăng nhưng mà về mặt điểm mua thì đánh giá với chị mình á cần siết biên hơn một chút nữa chứ còn để mà dẫn dắt thì em đánh giá nó sẽ khó dẫn dắt tại vì cái dòng của nó gọi là có sống thì nó sẽ gọi là có khả năng có sống nhưng mà để mà dẫn dắt thì nó sẽ tương đối khó tại vì sao chị cái dòng của nó cái thành còn nó hơi bé ha à, nó giống với cái nhịp trước của DGC lúc này em có đề cập với chị mình á nó sẽ tạo sống có thể có khả năng tạo sống nhưng mà để mà dẫn dắt đó, thì nó sẽ cần có thêm những cái sự bố trợ của những cái mã cổ phiếu, những cái nhóm anh khác nữa ha. thì đó là những cái vấn đề mà muốn nhắn gửi với chị mình trong cái video nhận định ngày hôm nay. thì uh, kính chúc anh chị mình một buổi tối vui vẻ và hứa hẹn thị trường chung của chúng ta sẽ có những cái pha hồi phục, những cái pha mở biên, những cái pha kết thúc, những cái nhịp giảm và mở bắt đầu cho một cái xu hướng mới trên thị trường của chúng ta sớm diễn ra ha. thì nếu mà chị mình thấy hay đừng quên like video à, để lại cho em một nút like để mà em có thêm những cái động lực anh chị nào anh chị mình đăng ký kênh nếu mà anh chị mình chưa đăng ký ha nếu mà anh chị mình thấy hay để mà có những cái nhận định sớm nhất trong phiên hay là những cái mà cổ phiếu những cái nhóm ngành mà có những cái tín hiệu tốt nhất trong phiên á thì em muốn nhắn, nhắn gửi với anh chị mình á thì có thể đồng hành cùng em trong trung khách hàng thì anh chị mình có thể liên hệ cái thông tin dưới cái phòng mô tả thông qua số điện thoại tám năm 856 ha thì em cũng xin kết thúc video tại đây kính chào anh chị mình hẹn anh chị mình vào video lần sau ạ